Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với BT nha. Thì trước mặt mọi người đây là Ender Japan nha. Ender Japan này có giá là 10k một con nha mọi người. Đó, rồi sọc ngựa cánh tiên thì chỉ có giá là 30k một con thôi. Ai có nhu cầu thì liên hệ nha. Tiếp theo là gồng đỏ. Gồng đỏ này thì chỉ có giá là 10k trên con thôi. Ai có nhu cầu thì liên hệ nha. Zalo của mình là 0706798211. Gồng đỏ này thì hiện tại là có mái nhiều hơn trống, ai có muốn bắt mái không thì cũng được luôn nha, chỉ có 10k một con thôi, tùy ý mọi người lựa chọn nha. Rồi cái dòng tiếp theo đó là Blue Tarzan thì chỉ có giá là 10k trên con thôi. Thì cái dòng này thì mái nó cũng nhiều hơn trống luôn, ai có bắt mái không thì cũng được luôn nha. Mái hiện đang có bầu đó, ai muốn bắt mái không về làm giống thì cũng được luôn, 10k trên con thôi. Rồi dòng tiếp theo đó là Koichi Thu Gen này hiện tại chỉ có giá là 30k trên cặp, 30k một cặp nha mọi người. Đó, 30k một cặp. Mái hiện đang có bầu luôn như trên hình mọi người thấy đấy. Rồi tiếp theo đó là dòng cá thủy sinh. Đó, dòng cá thủy sinh này thì con ghi bông thì chỉ có giá là 25k trên cặp. Và con Gen thì chỉ có giá là 15k trên một cặp thôi. Đó, nhấn mạnh là trên một cặp nha mọi người. Con ghi bông thì nó có phin luôn, có phin dài luôn, tay bơi là tay bơi bướm luôn nha, con ghi bông á. Rồi đó, mời mọi người xem cái phần ở trên nè, mình quay ở trên xuống đây, quay ở trên xuống thì nó sẽ như thế này nha mọi người. Đó, quay ở trên xuống thì nó như thế, màu của nó là tím tím xanh xanh và vàng vàng đó. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều.